Võ Tự Thiết đêm nay và ngày mai của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trên vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 4 cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4 cấp 5, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Chương trình dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.